Video này mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái cách mà mình sẽ gọi điện thoại Bluetooth bằng trên đầu Android O9 và cái phần mềm iCarvy mới. Thế thì việc đầu tiên ấy là mình phải kết nối một cái điện thoại với cái phần mềm này. Đây, mình nhìn ở đây, đây là cái thông số để kết nối. Và sau khi mình kết nối ấy, thì cái chế độ điện thoại nó sẽ kích hoạt và mình có thể nhìn thấy ở đây cái logo Bluetooth như thế này là đã kết nối. Bước tiếp theo là mình phải cài cái phần mềm danh bạ của Google này. Cái phần mềm danh bạ này các bạn chú ý nhé, mình sẽ phải chọn ở đây là cái tài khoản của mình. Cái tài khoản Google, nếu mà đây là cái thiết bị nó sẽ không có số điện thoại. Còn khi mà mình chọn tài khoản của mình thì nó có số điện thoại. Và cái tên ở trong điện thoại này các bạn nên đặt là tên tiếng Việt có dấu. Đấy. Và chúng ta cài phần mềm iCarvy vào. Rồi chúng ta kích hoạt nó, chúng ta có thể gọi được thôi. Gọi thắng thì có bao nhiêu người tên là thắng, nó sẽ hiện lên đây và mình chọn một tên, à, nó sẽ mặc định, đây là mặc định, và nó sẽ gọi một cái điện thoại mà được kết nối với đầu đấy. Lần thứ hai mà mình gọi thì nó sẽ mặc định, tự gọi bằng cái số mà mình đã chọn. Gọi thắng. Đấy, nó sẽ gọi luôn bằng cái số mà mình đã chọn từ trước. Nếu như mà mình đặt nhiều tên mà mình gọi đúng tên luôn thì nó sẽ gọi luôn. Gọi Trần Đình Trung. Đó. Nếu mà trong cái danh bạ chỉ có một người thì nó sẽ gọi đúng cái tên người đấy. Đã, xin cảm ơn các bạn đã xem video clip.